Chào các bạn, đây là mình có hai bụi trang nè các bạn, một bụi màu vàng này, rồi một bụi này màu đỏ. Bụi này cũng nhiều cái con lắm. Trang này nó có cái hột nha các bạn, có người nó không có hột, không có trái nè, cái trái trang này các bạn, đó cái trái của cái trang đó các bạn, đó nó rớt xuống, nó rụng xuống rồi nó ra lên cây trăng con đó, đó, đây là cái bụi trang màu đỏ nè, rồi đây là cái bụi trang màu vàng đó. Nó có cái trái nó rớt xuống, cái nó có cây con. Cái này xịt cỏ nè các bạn, xịt cỏ cỏ ống mà xịt giờ nó chết rồi đó các bạn. Cây trang này cái màu nó là màu đỏ đó, cái trái trang đó, cái trái rồi nó rụng xuống nó có cây con nè, cây con nhiều, cây con lắm nè, nó rụng xuống thành cái con nè, cây này là cây con đó nè, đó cái cây này nè, cây này là cây con nè, cây con mà xịt thuốc ngoài kia mà nó bay vô nó cháy lá vậy đó, đó. Cây con nè, cây con nó cũng nhiều lắm, cây con ở dưới này, một chùm ở dưới này cũng nhiều lắm các bạn. Để rồi mình làm đất xong rồi bứng ra trồng, bứng ra ngoài trồng. Ở đây cũng con gái nó bứng ra cũng được mấy cây nè, mà giờ nó cũng chưa được lớn dữ. Con gái mình nó nói cái trang này là nó có giá hơn mấy cái cây trang kia. Trang này cái lá nó không lớn dữ mà cũng không nhỏ dữ. Có loại trang cái lá lớn dữ lắm là nó cũng không có giá bằng, người ta mua không có giá bằng. Còn cái cây trang này, con gái nó nói cây trang này cái lá nó không phải nhỏ mà cũng không phải lớn, cho nên là có giá hơn đó nè. Cái chùm này nè các bạn, coi cái chùm này là mấy cây ở dưới này nè, đó cây đó 4, 5, 6, 7 cây con ở dưới đó đó, với cây con của nó đó. Nó rụng hột, người ta nói nó không có hột nhưng mà nó có rụng cái hột cái trái của nó, nó rụng xuống cái tự nó rụng xuống tự nó lên. Cây này màu vàng nè, cây nãy màu đỏ, cây này màu vàng. Nó thỉnh thoảng mình cắt vô được bình, mấy ngày cái mình cắt vô được bình thai. Mấy ngày cắt vô ít nhánh vàng, mấy nhánh đỏ thai. Còn đây nè các bạn, đây là cái cây bình bát hả? Ủa cây mãng cầu nó lớn lên vậy á. Tới đúng mùa nó thì nó mới có trái, còn không đúng mùa nó không có trái, không có bông, không có trái. Bên kia là cái bờ dừa. Nè, đó. Cây mai. Nè cái trang con này nó lớn lên vậy nè. Và cái cây này là cái cây bông 25 cánh nè, hoa mai 25 cánh nè. Tết con trai nó vô cái chậu vậy đó, nhưng mà bây giờ giờ cắt để coi nó cắt nó uống cho vừa tí nó. Đây là mấy cây này con gái nó bứng ra nè, bứng ra mà mình tỉa không có đẹp. Cây mai này cắt xuống ra nhánh nè, cái trái này các bạn thấy cái trái không, cái trái đó cái trái cái trái của cây trang đó các bạn, đó cái trái còn xanh đó, rồi nó đen rồi nó già lại cái nó rụng cái nó lên cây con đó. Cây này có trái nhiều này, cây nãy ít trái, cây này trái nhiều lắm các bạn đó. Nó làm ra được mấy nhánh này cũng mấy mùa rồi. Cây này chúng ta
Ở Đà Nẵng cũng có đẳng hai cây vậy, cây vàng, cây vàng, cây sa, cây vàng, cây đỏ. Rồi đây cũng cây đỏ, cây vàng nè. Cây này chưa làm, chưa làm cỏ nè. Mấy cây kia mình làm cỏ rồi, chỉ có cây này chưa làm cỏ. Đó, mấy cây này chưa làm cỏ. Rồi dừa mình là dừa. Mình quanh năm mình không có bỏ, không có bỏ diêm, không có bón diêm, cho nên là diêm phân mình không có bón, cho nên là nó có cây có trái, có được trái nhiều, có cây trái thỉnh à, có cây không có trái luôn đó. Rồi còn cái đám đất này nè, hôm nay người ta bỏ phân gà vô rồi, nhưng mà người ta chờ, người ta để thời gian, người ta chờ đặng cho cái phân gà đó nó quay, phân gà đó nó quay người ta mới đặt chữ gốc chanh xuống. Con gà là nó quay người ta mới đặt gốc chanh xuống. À, mưa bão nè, bão nó gió quá trời cho nên là nó bị cái cây nó bị gãy nè. Cây này cũng có trái nhưng mà đều ít hơn ta, không có bằng ta. Dừa của người ta trái quá trời. Tính trồng dừa mà con gái nó sợ đuông, cho nên là nó thôi trồng chanh đi mẹ ơi, đừng có trồng dừa. Trồng dừa rồi nó đuông làm cây chanh nào mà nó mất, nó lỡ nó bị hư à, đó coi trời gió nó gãy cái nhánh nó gãy luôn cái cây vậy. Nhà con gái nó nói giờ trồng dừa là lỡ mà 2-3 năm 3-4 năm nó hư một cây là mình trồng lại là lâu lắm mới mình nó mất đi nhiều năm. Còn cái cây mai cây chanh thì mình lỡ nó hư rồi mình trồng lại cây khác thì nó không có mất nhiều thời gian, mình không có bỏ nhiều thời gian trồng đó. Rồi mình trồng vô rồi mình cũng trồng vô thêm 3 cái cây cây đồ hằng bông, tướng nấm để mình học hỏi kinh nghiệm của tướng nấm. Mình làm nấm có kỳ gái nó đem nấm về, nó đem cái meo nấm về đó, mình làm nó cũng có nhiều nấm lắm, nhưng mà được cái thời gian nó ngắn, tại vì mình không biết cách lấy cái chân của cái mình không biết lấy cách lấy cái chân của nấm, mà khi mình thu hoạch còn cái chân lại đó, mình không biết lấy nó ra, cho nên thời gian thì nó ngắn, cho nên là mình không làm. Nhưng mà bây giờ mình thấy tướng nấm làm là lấy chân ra nữa, cho nên là mình để về mình chắc mình cũng học thêm cái kinh nghiệm, rồi mình cũng làm mớ nấm mình có thu hoạch. Rồi 5 giờ là bắt đầu, 5 giờ là đài phát thanh ở 5 giờ là đài phát thanh ở xã La Âm Sùm đó các bạn. Còn hả mà 5 giờ có khi phát tới 6 giờ, còn mấy lúc lũ á, phát liên tục, phát thanh phòng dịch. Còn cái lúc dịch đó thì phát liên tục đặng phòng dịch, nhưng mà đều lúc này thì đúng giờ 5 giờ là phát thanh năm giờ sáng, phát thanh 5 giờ chiều, phát thanh tin tức ở trong huyện, trong tỉnh. Đây tỉnh cách một cây số, đường chim bay là cách cỡ cây số, nhưng mà nghịch gió đó, nghịch gió cho nên mình không nghe rõ. Chứ dưới gió là nghe rõ dữ lắm, nhưng mà tại mình nghịch gió không nghe rõ. Giờ cái này người ta bỏ phân gà xuống rồi cho phải chờ cho phân nó quay, chờ một thời gian cho phân nó quay rồi người ta mới đặt cái chanh vô, đặt gốc chanh vô. Đó, cỏ này bữa hổm trống lẫm cỏ, bữa nay nó lên cỏ vậy đó. Cái đất mà nó lên cỏ là mới đất tốt, còn đất mà nó không chịu lên cỏ là đất xấu. Đất xấu nó mới không chịu lên cỏ đó, giờ lên cỏ vậy đó. Rồi mai mốt bắt đầu cái người ta chuẩn bị, người ta trồng, người ta xịt ra cái rồi bắt đầu người xịt, cái bắt đầu cái người ta trồng rồi bắt đầu mới chăm.
Giờ thì rơm mà người ta quấn cuộn người ta đem bán đó. Ở đây giờ người ta xài rơm quấn cuộn đem bán, mình đắp vô đặng cho nó, đắp vô gốc cho nó đỡ lên cỏ. Ở đây giờ trồng chanh đâu được chứ, cho nên là đỡ một chút xíu, chứ còn mía với mì hồi trước mà bị lũ, cứ mỗi một năm là lũ về tới cái tháng mà tháng 8, tháng 9 là bắt đầu nước nó lên, từ từ tới giữa tháng 9 nó mới là đỉnh, mới là đỉnh của lũ. Cho nên là năm nào cũng vậy đó, ráo năm nào cũng trồng một mùa, hoặc là trồng mì hoặc là trồng mía, chỉ có hai cái loại đó là người ta trồng ở trên đất này thôi. Hồi đó đâu có trồng mía được tại vì tới lũ có năm mà lũ nó lên tới gần tới nóc nhà luôn mà đâu có trồng mía được. Cho nên là trồng mía là phải ăn, trồng một lần là ăn được nhiều năm, còn trong khi đó là làm mì với mía là mỗi một năm ăn xong cái rồi bắt đầu nước lũ tới cái rồi bỏ trồng lại. Có năm mà chạy không kịp lũ, có năm mà mì kêu người ta nhổ đó, mà người ta không có nhổ, lái không chịu nhổ, rồi phải đem lên bờ, phải nhổ bỏ nhổ đem kêu công nhổ đem lên bờ. Trời đất ơi, qua lũ rồi mì quá trời quá đất luôn, cho nên người ta mua, các bạn biết không, người ta mua lấy củ dừa 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 người ta lấy thôi, còn củ nhỏ người ta bỏ lại, củ lớn quá người ta cũng bỏ lại, nhỏ quá người ta cũng bỏ lại. Một mùa vậy mình ăn phân nửa, bỏ phân nửa, hơn bỏ hơn phân nửa, tại vì mấy củ lớn là nó nặng mà lớn người ta bỏ lại nữa. Rồi năm nay thì mình tính trồng dừa, mình tính trồng dừa, thấy dừa ế quá cho nên là tính trồng lại chanh. Nhưng mà điều cái chỗ con gái của mình đó, người ta thứ nhất là người ta bán không được dừa, người ta bán không được, rồi dừa nó bị người ta bán rẻ, người ta không bán rẻ mà lái không tới mua nữa, cho nên người ta bỏ khô. Thứ nhất là vậy, rồi thứ nhì nữa là bị đuông. Một cây chanh mình nó lỡ nó hư thì mình tốn thời gian ngắn hơn một cây dừa, mà nó lỡ nó hư mình phải tốn thời gian mấy năm mới được một cây dừa vậy, cho nên là nó cũng sợ. Mấy cây dừa mình trồng đây cũng bị đuông ăn hoài vậy, bị cây này bị, mình trồng vô cây khác thì phải mất thời gian nữa, mất thời gian gian dài. Cho nên là thôi, đứa cháu nó cũng kêu mình giờ thôi trồng trồng dừa đi, đặng đỡ cái công chăm sóc hơn trồng chanh, công chăm sóc nhiều. Lý do là cái che chanh mà nó đâm đọt 10 ngày, mà nó đâm đọt một lần mà 10 ngày đó mình không có xịt thì nó sẽ bị cái con sâu mà người ta gọi là sâu giả bùa. Sâu giả bùa là cái con sâu nó, con sâu nó bò đi tới đâu là có cái lằn tới đó, cho nên là mình không xịt thì con sâu đó nó giả bùa vô là cái lá đó nó không quang hợp được. Cái lá nó khi mà nó quang hợp thì nó sẽ mất cái nó giảm cái khả năng ra quang hợp của nó đó. Cho nên là mình phải xịt con sâu giả bùa đó cho nó, đặng cho con không cái lá của mình không bị sâu. Lá mà bị sâu rồi thì xịt đi nữa nó cũng không có hết, cho nên là phải xịt ngừa cho con sâu nó không giả bùa. Cái lá non là nó vô nó dẻ bùa, nó vô nó bò ha, nó bò tới đâu là cái lá quắn tới đó, bò tới đâu cái lá quắn tới đó. Ở mình mà mình không xịt thì cái lá quắn nó không có cái khả năng quang hợp, nó sẽ bị mất sức cây. Cho nên là phải 10 ngày, cứ 10 ngày vậy là mình phải xịt một lần đó. Rồi chưa nói tới là cái xịt trái vụ, mà trái vụ mình muốn xử lý, trái vụ mình muốn xử lý là cũng phải xịt nữa, phải đổ vốn vô nhiều lắm. Xử lý là làm cho cái cây suy,
làm cái cây suy yếu, mà khi mà cây suy yếu xong rồi có bông có trái thì mình bắt đầu mình diêm phân cho mạnh, diêm phân nó mới chịu nổi, chứ mình yếu diêm phân là nó chết luôn. Do đó mà xử lý là còn tốn tiền còn nhiều nữa, còn còn à, còn nhiều hơn ngày bình thường nữa. Nhưng mà ngày bình thường là phải tốn tiền thuốc. Nhưng mà con gái thì nó nói thôi kệ, giờ trồng chanh, thứ nhất là ở đây người ta có dừa, ở đây nhiều dừa chanh lắm, ở đây có dừa mình không sợ bị nhũng, nếu mà có nhũng nó có rẻ đi nữa người ta cũng mua. Còn dừa mình bán mà lơ mơ không có lái mua là bán không có được, cho nên là thôi giờ rốt cuộc cũng không chanh, không trồng dừa. Giờ với lại chanh thì nó mau có trái hơn, thì mình dừa thì nó chậm có trái hơn, dừa chậm có trái hơn rồi mình đầu tư vô nó nhiều hơn, nó lâu ngày hơn. Còn giờ mình mì ăn liền, cái dạng mì ăn liền mình trồng nó mình có mình thu hoạch liền, cho nên là chắc là mình cũng phải chen mớ tắc vô cái cây tắc á, cái trái tắc á, chen vô mớ trái tắc nặng có sách đi chợ đổi đồ ăn hàng ngày. Phải lấy ngắn nuôi dài chứ, lấy ngắn nuôi dài chứ, cái kia chờ chờ nó lâu, chờ 1 năm nó mới có ra trái lai rai thôi, 1 2 trái thôi, còn 2 3 năm nó mới có trái nhiều đó. Do đó mà mình giờ thì thôi kệ, giờ mình không làm, phải mình phải lấy công làm lời mới được, lấy công làm lời chứ giờ mình mướn công là không có được. 1 ngày 5 tiếng mà còn là có 4 tiếng mà còn phải cho ăn sáng, cho ăn sáng sáng 9 giờ là phải cho ăn, mà hồi trước là cho ăn là mua ổ bánh mì cho ăn, vậy là nó rẻ tiền. Rồi mua ổ bánh mì có 15.000 à, mà bây giờ 15.000 người ta không chịu ăn, cái ổ bánh mì 15.000 người ta không chịu ăn mà người ta đòi ăn phở. Công làm nó đòi ăn phở, phải phở là 30 35 ngàn một 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 một, một tô đó, cho nên là bây giờ phải lấy công làm lời chứ mình mướn công là công nó ăn tiền hết đó. Ở đây là vùng sâu cho nên là nhiêu khê lắm, kiếm kiếm công làm cũng khó kiếm. Bây giờ cái lớp trẻ là nó đi làm là phải cuốc, chứ còn nè bây giờ cái đám này nè nó làm nó ăn, cô bé nó làm nó ăn cũng cao tiền lắm. Bây giờ làm vậy rồi bây giờ phải cuốc lại rồi mới để đặt nhánh chanh vô. Cho nên là cho nên là cái công làm cũng dữ lắm. Do đó mình phải ráng làm để công nó tiền nhiêu chi vô tiền công hết, mình không có thu hoạch được đó. Bữa hổm nó đốt mà nó cháy nó trụ lũi ra ráo, rồi bây giờ là nó cái cỏ lên cao vậy đó. Ta chuẩn bị hả, ta chuẩn bị trồng là mấy cái chỗ mà trống trống đó là nó không có, mấy chỗ mà trống trống đó là mấy chỗ đó là người ta múc ở dưới lên làm hai hai liếp thành 1 liếp đó. Rồi thôi giờ Ôi, giờ, 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 chào các bạn Nhung. Điện thoại nó hơi sắp hết pin rồi. Chào các bạn. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực nha các bạn. Rồi, chào các bạn Nhung.